Diệu Nhi bất ngờ quyết tâm làm ca sĩ sau ồn ào bị nghi lục đục tình cảm với anh Tú. Động thái của Diệu Nhi đã khiến nhiều netizen khi cô bất ngờ bày tỏ quyết tâm làm ca sĩ. Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước nghi vấn rạn nứt tình cảm giữa Diệu Nhi và anh Tú. Ông xã Diệu Nhi còn vướng nghi vấn từng nhắn tin tình cảm với một cô gái lạ. Tuy nhiên, anh Tú đã chính thức lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ can thiệp pháp lý để làm việc với người tung tin sai sự thật. Về phía Diệu Nhi, nữ diễn viên cũng thể hiện tình cảm với chồng vẫn đang rất mặn nồng, phủ nhận việc ẩn ý rạn nứt qua những dòng trạng thái trên mạng. Anh Tú và Diệu Nhi đã phủ nhận nghi vấn lục đục. Hậu ồn ào không đáng có, Diệu Nhi bất ngờ đăng đàn thể hiện quyết tâm làm ca sĩ. Theo đó, Diệu Nhi đăng ảnh với bát rau có khung cảnh rất giống trong một phòng tập. Bà xã anh Tú còn kèm dòng chú thích úp mở, năm nay quyết tâm làm ca sĩ chứ không có giỡn nữa. Diệu Nhi bất ngờ bày tỏ quyết tâm làm ca sĩ. Diệu Nhi trước đó đã nổi tiếng với những video cover nhiều ca khúc theo phong cách lầy lội, đúng chất hài hước nổi tiếng của nữ diễn viên. Dù netizen đều rất thích thú với những video, nhưng việc Diệu Nhi nếu thực sự nghiêm túc ca hát thì có lẽ là điều rất đáng mong đợi và mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Cũng vì chia sẻ này của Diệu Nhi mà nhiều cư dân mạng đã lập tức suy đoán, rất có khả năng nữ diễn viên sẽ tham gia vào một chương trình âm nhạc nào đó trong năm nay. Trong những suy đoán mà các fan đưa ra, có không ít nghi vấn và đồn đoán rằng rất có thể Diệu Nhi sẽ tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, phiên bản Việt hóa của chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng Đình Đám của Trung Quốc. Biết đâu khán giả sẽ thực sự nhìn thấy một ca sĩ Diệu Nhi trên sân khấu. Từ khi những thông tin về chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tại Việt Nam được công bố, một trong những điều khiến nhiều netizen xôn xao bàn tán nhất chính là dàn cast của chương trình sẽ gồm những sao nữ nào của Vbiz. Vì trong format chương trình gốc, những tỷ tỷ tham gia không chỉ có ca sĩ mà còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như là diễn viên, người dẫn chương trình, nên với phiên bản Việt, rất nhiều cái tên cũng đã được đưa ra và Diệu Nhi cũng là một trong số đó. Những tưởng chỉ là những đồn đoán vui ban đầu nhưng gần đây, cư dân mạng nhiều lần soi ra hình đáng chú ý khiến tin đồn Diệu Nhi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng càng râm ran nhiều hơn. Ngoài hình ảnh check-in tại nơi rất giống phòng tập như trên, Diệu Nhi còn được soi cùng đăng story hình ảnh cầu vồng sau mưa giống với Hà Kino, một nữ người mẫu cũng được đồn đoán tham gia chương trình này. Chính điều này đã làm dân tình nghi vấn, phải chăng Diệu Nhi và Hà Kino thực sự cùng tập luyện ở một nơi để chuẩn bị cho việc xuất hiện trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Hình ảnh Diệu Nhi đăng tải hình cầu vồng gần như cùng thời điểm với Hà Kino, phải chăng cả hai đang cùng tập luyện ở một địa điểm cho chương trình Chị Đẹp như tin đồn. Diệu Nhi sinh năm 1991 là nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt. Diệu Nhi được biết đến qua những sân khấu hài kịch và vai diễn trong các sitcom như Chiến Dịch Chống Ế, Gia Đình Là Số 1. Nữ diễn viên sau đó chứng minh khả năng diễn xuất và biến hóa qua nhiều vai diễn khác nhau trong các bộ phim điện ảnh Bảy Ngọt Ngào, Anh Trai Yêu Quái.